Hiền, là giáo viên của trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Ngọc Viễn Đông. Bài giảng hôm nay thầy sẽ ôn tập tổng hợp về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Như chúng ta đã biết, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn là nội dung rất quan trọng trong chương 3 môn đại số lớp 9. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng là AX cộng BY bằng C và A phẩy X cộng B phẩy Y bằng C phẩy. Trong đó XY là hai ẩn và A, B, C, A phẩy, B phẩy, C phẩy là các hệ số khác không. Nghiệm của hệ phương trình là cặp số XY là nghiệm chung của hai phương trình của hệ. Và khi là minh họa bằng hình học thì nó chính là cặp số XY, nghiệm của hệ phương trình chính là tọa độ giao điểm của hai đường thẳng bậc nhất có trong hệ phương trình. Chúng ta lưu ý cái phần này. Vậy số nghiệm số của hệ phương trình thì hệ phương trình bậc nhất hai ẩn nó có 3 trường hợp nghiệm. Trường hợp thứ nhất là có một nghiệm duy nhất nếu A trên A phẩy khác B trên B phẩy. Có vô số nghiệm nếu A trên A phẩy bằng B trên B phẩy bằng C trên C phẩy. Vô số nghiệm nếu A trên A phẩy bằng B trên B phẩy và khác C trên C phẩy. Đó là trường hợp vô nghiệm. Như vậy, chúng ta có 3 trường hợp nghiệm của hệ phương trình là có một nghiệm duy nhất, có vô số nghiệm và vô nghiệm. Về để giải một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn thì chúng ta có 3 phương pháp giải mà chúng ta thường thực hiện. Hai phương pháp chúng ta đã biết, đó là phương pháp 1 là giải hệ phương trình bằng phương pháp thế, phương pháp 2 là giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số, và phương pháp thứ 3 đó là giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn số phụ. Bây giờ chúng ta thầy sẽ tóm tắt lại là các là bước giải của 3 phương pháp này như sau. Về phương pháp 1 đó là giải hệ phương trình bằng phương pháp thế. Thứ nhất là dùng quy tắc thế biến đổi hệ phương trình đã cho để được một hệ phương trình mới, trong đó có một phương trình có một ẩn. Hai là giải phương trình một ẩn vừa có rồi suy ra nghiệm của hệ đã cho. Đó là về phương pháp 1. Phương pháp là người 1 gọi là phương pháp thế. Phương pháp 2 là giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số, hay còn gọi là phương pháp cộng. Một là nhân hai vế của mỗi phương trình với một số thích hợp nếu cần, sao cho các hệ số của một ẩn nào đó trong hai phương trình bằng nhau hoặc đối nhau. A bằng A phẩy hoặc A bằng trừ A phẩy, hoặc B bằng B phẩy hoặc B bằng trừ B phẩy. Hai là áp dụng quy tắc cộng đại số để được hệ phương trình mới, trong đó có một phương trình mà hệ số của một trong hai ẩn bằng không, tức là phương trình có một ẩn. Ba là giải hệ phương trình một ẩn vừa thu được rồi suy ra nghiệm của hệ phương trình đã cho. Đó là phương pháp cộng đại số mà chúng ta đã thực hiện. Về phương pháp thứ ba đó là giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn số phụ thì chúng ta có các bước như sau. Một là đặt ẩn phụ, đó là U và V, bằng các biểu thức chứa các ẩn X và Y. Hai là khi đó hệ phương trình trở thành hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Hai ẩn lúc bây giờ là hai ẩn U và V, không còn là hai ẩn X và Y nữa. Thứ ba là giải hệ phương trình bậc nhất mới để tìm hai ẩn U và V, tức là đi tìm giá trị U và V trong hệ mới. Thứ tư là thế giá trị U và V vào các biểu thức chứa ẩn X và Y mà chúng ta đặt ở bước 1 để suy ra nghiệm của hệ phương trình đã cho. Đó là ba phương pháp giải, tóm tắt ba phương pháp giải của hệ phương trình. Thầy nhắc lại, đó là phương pháp thứ nhất là phương pháp thế, phương pháp thứ hai là phương pháp cộng đại số và phương pháp thứ ba là đặt ẩn phụ. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng bài toán cụ thể để chúng ta giải hệ phương trình. Bài toán 1, giải hệ phương trình 2x cộng 5y bằng trừ 3, 3x trừ y bằng 4. Ở bài toán này chính là câu D, câu 1D trong đề tuyển 10 của thành phố Hồ Chí Minh năm 2015. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em lần lượt là ở đây ở hệ phương trình này thì chúng ta có thể giải bằng phương pháp thế hoặc phương pháp cộng. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em giải bằng phương pháp thế. Ở phương trình 2 thì là biểu diễn y theo x thì được là y bằng 3x trừ 4. Thế vào phương trình 1 và rút gọn phương trình 1
thì chúng ta sẽ được là 17x bằng 17. À, từ đó chúng ta suy ra được x bằng 1. X bằng 1 thì thế vào tính y, y thì bằng 3 nhân 1 trừ 4 sẽ bằng trừ 1. Như vậy chúng ta tìm được là nghiệm của hệ phương trình là x bằng 1, y bằng trừ 1. Đây là giải bằng phương pháp thế. Tương tự vậy thầy sẽ hướng dẫn các em bằng phương pháp cộng. Ở phương pháp cộng thì thầy nhân hai vế của hai phương trình với cùng một số, với một số để chúng ta được. Ở phương trình thứ nhất thì nhân cho 3 thì được 6x cộng 15y bằng trừ 9. Phương trình thứ hai thì nhân cho 2 được 6x trừ 2y bằng 8. Thì được hệ mới tương đương với hệ đã cho. Ở hệ này thì có là hai hệ số của ẩn x bằng nhau, cho nên chúng ta làm phép tính trừ. Lấy phương trình 1 trừ phương trình 2 thì ta được là 6x trừ 6x bằng 0. 15y trừ như vậy chúng ta tìm được là 17x bằng. Cuối cùng cũng tìm ra được là x bằng 1, y bằng 2, và chúng ta kết luận hiện nghiệm của hệ phương trình bằng x bằng 1 và y bằng trừ 1. Chúng ta đi vào bài tập 2 là giải hệ phương trình 2x trừ y bằng 3, x cộng 2y bằng trừ 1. Cái bài giải hệ phương trình này là câu 1D của đề thi tuyển 10 của thành phố Hồ Chí Minh năm 2013. Bây giờ thầy cũng tương tự, thầy sẽ hướng dẫn các em bằng hai phương pháp thế và phương pháp cộng. Như sau. Phương pháp thế thì đầu tiên là ở phương trình 1 thì biểu diễn y theo x thì y bằng 2x trừ 3. Thế vào phương trình thứ hai và rút gọn phương trình thứ hai, chúng ta được là 5x trừ 5x bằng 5. Từ 5x bằng 5 này chúng ta tìm được là x bằng 5 chia 5 thì bằng 1. Và thế vào phương trình 1 thì tìm được y, y bằng là 2 nhân 1 trừ cho 1 thì cũng bằng là trừ cho 3 thì cũng bằng là trừ 1. Như vậy chúng ta tìm được y x bằng 1 và y bằng trừ 1. Tương tự vậy thì hướng dẫn bằng phương pháp cộng. Thì ở phương trình thứ nhất chúng ta giữ nguyên phương trình thứ hai là nhân 2 vế cho 2 thì được 2x cộng 4 y trừ 2. Chúng ta áp dụng phương pháp cộng thì chúng ta lấy là phương trình 2 trừ cho phương trình 1 thì chúng ta được là 2x trừ 2x bằng 0, 4y trừ cho trừ y thì bằng là cộng y, tức là bằng 5y, 5y bằng là bằng trừ 5. Từ đó y sẽ bằng trừ 1. Thế vào phương trình trên để chúng ta tìm được là x cũng bằng 1, y bằng trừ 1. Như vậy chúng ta giải bằng hai cách. Ở bài tập 1 cũng giải bằng hai cách, cũng tìm được là nghiệm của hệ. Giải bằng cách 2 cũng tìm được nghệ. Hai cách đều là nghiệm là x bằng 1 và y bằng trừ 1. Cho nên chúng ta kết luận về hệ phương trình có một nghiệm duy nhất là cặp số xy bằng cặp số 1 trừ 1. Như vậy thì đối với những hệ phương trình mà có các hệ số A, B ở các hệ phương trình mà nó không có chứa x, y ở dưới mẫu thì chúng ta có thể giải bằng phương pháp thế và phương pháp cộng. Nhưng mà chúng ta thấy là phương pháp thế thì nó hơi dài hơn, còn phương pháp cộng thì chúng ta giải nó ngắn gọn hơn. Cho nên tùy các em thấy chúng ta giải phương pháp nào thành thạo thì chúng ta giải. Ở là bài tập 1 và bài tập 2. Riêng bài tập 3 thì người ta cho là giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ. Thầy sẽ hướng dẫn các em cụ thể hơn. Đó là hệ phương trình 1 trên x trừ 1 trên y bằng 1, 3 trên x cộng 4 trên y bằng 5. Ở phương trình 2 này thầy thấy cái biểu thức 3 trên x thì thầy có thể biến đổi thì bằng 3 nhân cho 1 trên x. Rồi biểu thức 4 trên y thì có thể biến đổi thành tích là 4 nhân cho 1 trên y. Và thầy được hệ phương trình mới tương đương như sau. Tới ở đây thì hai hệ phương trình, ở hai phương trình của hệ này, hai phương trình của hệ này thì nó có cái giống nhau là 1 trên x. Ở phương trình 1 cũng có 1 trên x, ở dưới 1 phương trình 2 cũng có 1 trên x. Ở thứ hai nữa là 1 trên y ở phương trình 1 cũng có, và 1 trên y phương trình 2 cũng có. Vì vậy cho nên thầy phải đặt ẩn số phụ. Đặt ẩn số phụ thì đặt u bằng 1 trên x và v thì bằng 1 trên y.
Thì khi đặt UV như thế này rồi thầy thế vào phương trình, hệ phương trình này, thì khi đó cái hệ phương trình nó sẽ trở thành hệ phương trình U trừ cho V thì bằng 1, 3 nhân U cộng 4 nhân V tức là 3U cộng 4V bằng 5. Như vậy chúng ta biến đổi nó có cái hệ số đơn giản, không còn chứa ẩn x, y ở dưới mẫu. Bây giờ mà ở hệ phương trình này thì còn lại là ẩn lúc bây giờ là U và V. Thì chúng ta có thể giải bằng phương pháp thế và phương pháp cộng. Ở đây thầy sẽ hướng dẫn các em giải bằng phương pháp cộng bằng cách nhân cái hai vế của phương trình 1 cho 4 thì được 4U trừ 4V bằng 4. Kết hợp với phương trình 2 thì được hệ tương đương. Ở đây hai hệ này thì nó có là phương trình 1 có trừ 4V, phương trình 2 có cộng 4V thì cộng hai vế lại thì được là 7U bằng 9. Từ đó chúng ta suy ra U thì bằng 9 phần 7. Thế vào phương trình 2 thì nó sẽ bằng 3 nhân 9 phần 7 cộng 4V bằng 5. Rút gọn thì được là U bằng 9 phần 7 và V bằng 2 phần 7. Như vậy chúng ta mới giải được hệ phương trình với hai ẩn U và V. Bây giờ thầy thay thế vào cái biểu thức 1 trên X vào U và 1 trên Y vào V. Cho nên thầy suy ra là 1 trên X sẽ bằng 9 phần 7. Từ đó chúng ta suy ra X sẽ bằng 7 nhân 1 chia cho 9 tức là bằng 7 phần 9. Và 1 trên Y thì bằng 2 phần 7, suy ra Y sẽ bằng là 1 nhân cho 7 chia cho 2 tức là bằng 7 phần 2. Như vậy thì tìm được X bằng 7 phần 9 và Y bằng 7 phần 2. Chính là nghiệm của hệ phương trình. Và thì kết luận hệ phương trình có một nghiệm duy nhất là cặp số XY bằng cặp số 7 phần 9, 7 phần 2. Như vậy trong cái bài tập 3 này thầy hướng dẫn cho các em là giải hệ phương trình bằng cái phương pháp thứ ba, là giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn số phụ. Ở đây thầy đặt U bằng 1 trên X tức là biểu thức 1 chia cho X và V bằng biểu thức 1 chia cho Y. Nhưng mà các em muốn đặt U và V thì chúng ta phải làm bước đầu tiên, chúng ta làm xuất hiện phân tích các số hạng của từng phương trình ra trong hệ để có được là hai phương trình của hệ xuất hiện những cái biểu thức chứa X giống nhau và những biểu thức chứa Y giống nhau, để đặt U là bằng biểu thức chứa X và V bằng biểu thức chứa Y. Rồi chúng ta biến đổi thành hệ phương trình mới là có hai ẩn U và V, giải tìm được U, V thay vào để cái biểu thức mà chúng ta đã đặt để tìm được X và Y, và chúng ta sẽ kết luận nghiệm của hệ phương trình. Như vậy thầy đã hướng dẫn các em là ôn tập cho các em là giải hệ phương trình bằng 3 phương pháp thế, phương pháp cộng và phương pháp đặt ẩn phụ. Bài giảng đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em trong bài giảng tiếp theo.